Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024 và ở huyện EK năm nay, vượt qua các vòng khám tuyển, xét duyệt khắc khe, chặt chẽ, công tâm. Cô gái ED, Hờ Havi Mlo đã đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn để nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nhiều người thân trong gia đình đã đóng góp mồ hôi, xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước. Hờ Ha Vi Molo rất yêu mến hình ảnh màu áo xanh lính, những người lính cụ hồ. Khi nhận được thông tin kêu gọi công dân, thanh niên lên đường nhập ngũ, Hờ Ha Vi đã không ngần ngại đăng ký và trở thành nữ thanh niên duy nhất của huyện Eka tham gia nhập ngũ năm 2024. À rất là may là năm nay em đã được trúng tuyển vào quân đội và uh, 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 em có thể vào đấy em có thể học hỏi được bản, phát triển bản thân của mình và học hỏi được nhiều điều. Vẫn biết rằng môi trường quân đội đối với một nữ quân nhân còn nhiều khó khăn vất vả phía trước, nhưng cá nhân Hơ Ha Vi cũng như gia đình đã sẵn sàng cho ngày nhập ngũ. Bố mẹ thường xuyên trò chuyện, động viên, khích lệ con gái thêm vững tin trong môi trường quân ngũ, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. À, gia đình rất là hy vọng hy vọng và cháu nếu mà cháu có đam mê như vậy, có sở thích như vậy thì à, gia đình rất là mong muốn cháu học xong rồi cháu có à, đạt được ước mơ của mình trở thành hiện thực. Bây giờ cháu đã được à, trúng tuyển thì à, gia đình rất là vui, vui mừng và phấn khởi. Trước hết là một trong những cái điều mà mà chúng tôi cũng rất phấn khởi. À, đối với AK, năm nay có một tuyển được một nữ về đơn vị à, Lữ 74 của tổng cục 2 thì đây cũng là một niềm vui, một niềm vui chung cho lực lượng vũ trang huyện. À, thì trước hết là chúng tôi đã tiến hành gặp gỡ gia đình, động viên và cũng gặp gỡ cháu, nắm bắt thêm tình hình tư tưởng. thì về cơ bản là cháu cũng đã nhận thức rất tốt về cái truyền thống của gia đình, của cha ông, rồi truyền thống của địa phương và cũng nguyện vọng là phấn đấu vào nhập ngũ vào trong đơn vị quân đội và tiếp tục rèn luyện để rồi tu dưỡng rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị có bản lĩnh vững vàng để rồi tiếp tục công tác phục vụ trong quân đội tham gia bảo vệ tổ quốc ngày 25 tháng 2 này bóng hồng lứa tuổi 20 của huyện Eka sẽ lên đường nhập ngũ với tình yêu tổ quốc tinh thần dũng cảm dẫn thân và khát khao cống hiến